quê nhà ngày nay. Xin được mến chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Chúc cả nhà mình được thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 16 tháng 1 năm 2024. Đây là cái con đường mà dẫn vào trong cái khu vực chợ Rạch Kiến của huyện Cần Đước. Đây là xã Long Hòa nha cả nhà. Phía trước mình là ngã tư chợ Rạch Kiến đó. Đây là con đường DH19. Ngày nay có những cái quán mà buôn bán thức ăn sáng đó cả nhà. Thức ăn sáng ở đây nó rất là nhiều quán luôn. Rồi quán cà phê nữa. Cà phê buổi sáng ở đây rất mát mẻ ha. Những cô chú mình ngồi hóng mát phía trong đó, ngồi uống cà phê rồi ngắm đường phố đó. Em thấy có những cái quán rất là lớn nữa cả nhà. Quán này đông nè, xe đậu trước đó này nhiều. Quán Yumna cà phê ngay một góc của ngay từ chợ Rạch Kiến. Trước có cái quán lâu đời của bà con mình, mấy bạn già đó hay tập trung đây đánh cờ với lại tụ họp. Cái quán này lúc nào cũng đông hết cả nhà. Quán ngay cái góc của ngã tư chợ Rạch Kiến này, lúc nào cũng tập trung đánh cờ với lại ăn uống rồi đó. Kế bên là bán tiệm điện thoại di động. Ngã tư này là mình đi lên phía bên tay phải, di chuyển là về Sài Gòn, về Bình Chánh. Còn đi thẳng là đi phía sau lưng của chợ. Bây giờ mình sẽ vòng cái mặt trước trên cái con đường DT 830 này, 826. Đây, em đang đứng trước cái khu vực cổng chợ đó cả nhà. Phía trước này một bên là tiệm điện Đăng Khoa, còn một bên là phụ tùng xe máy, điện máy gì có đầy đủ ở phía trước của cái cổng chợ Rạch Kiến này. Hai cái tiệm này cũng lâu đời ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ qua chợ ha. Bán khăn, một cái xe đẩy của cô, rau củ quả, cà rốt, cúc chiên. Hình như hôm nay mình đi vào chợ đó, nó không có mà chật chội như ngày xưa nữa. Thật sự ra nó hơi rộng nha cả nhà. Rộng nha, rất là thoáng luôn. Ở trên những cái mái che dù này cũng kéo di dời vào trong nè, để trả lại cái con đường mình đi vào trong chợ này. Rất là trống. Chợ Rạch Kiến theo em đánh giá là cái khu vực chợ bán rẻ, rẻ nhất ở trong vùng ngay khu vực này cả nhà. Đầy đủ mặt hàng cho bà con mình chọn lựa, thoải mái. Này đi vào trong chợ rất là thoải mái, rộng, không còn mà cảnh cả xe nhiều nữa. Bán tô chén kiểu. Ở đây bán hải sản nè, khu vực phía sau này bán hải sản không đó cả nhà. Sạp thịt nó cũng rất là nhiều á. thơm ngọt sẵn luôn. Toàn bộ khu vực phía sau chuyên bán hải sản. Phía trước này có một cô bán trứng, trứng nhỏ trứng to vậy, nhìn rất con. Gần Tết rồi mình có bán lịch, coi ngày coi giờ nữa. 36 đây, 36 đây. Mình vừa đi vào là có những cái sạp hàng trái cây với hoa tươi. Cái cây hoa tươi bán đây 5-7 sạp. Một cái cô bán bánh mì. Cô này bán bánh mì ở đây rất là ngon cả nhà. Mì y như thành phố. Nhìn nó giòn lắm. Bắp nữa. Bánh cam. Tiệm bạc Kim Trang. Ở khu vực chợ Rạch Kiến này em thấy bán đồ chén kiểu đồ nhiều lắm cả nhà. Chén vật dụng gia đình đó, ly nhựa rồi đó. Rất là nhiều sạp hàng bán cái thể loại này. Giá là mềm lắm cả nhà. Ở đây mà cả nhà mình có buôn bán trái cây hoặc là buôn bán cà phê gì đó. Đó, mua dụng cụ dao kéo phía trước này. Nguyên cả sạp dao kéo luôn. Tết năm nay ở khu vực này thấy bán đồ trang trí Tết này không có nhiều nha. So với mỗi năm bán nhiều lắm cả nhà ơi. Mỗi năm ở đây bán khu vực Tết đông lắm. Trang trí treo đỏ rực cả cái dãy phố này luôn. Dừa khô, một sạp dừa khô ở đây. Cửa hàng bên đường mà Tư Mén hay gì đó bán bình chưng bông rồi đó, ly hương rồi những cái liên quan tới thờ cúng tượng Phật rồi, phía trong rất là nhiều. Khô trời Rạch Kiến cũng bán những cái sạp khô rất là nhiều. Những sạp khô ngon không rồi cả nhà. Có tiếng lâu đời ở đây á. Hai sạp hai bên luôn. Cá giỏ. Ngày xưa từ trước tới giờ đó thì tới cái khu vực này là hết rồi, hết chợ rồi. Ngay cái nhà mà chợ ở phía trước á. Thời gian sau này thấy kéo dài ra phía sau luôn. Một cái con đường ở phía sau là bán đầy đủ đồ hết á cả nhà. Cô bán cá hồng. Cá hồng, cá gì về sông á. Thôi con mang cá này. Cá lóc nó phóng ra ngoài luôn. Đây có những con cua. Sạp. Con đường này nếu mà mình để những cái sạp hàng bán nó sẽ dễ hơn ở phía sau của khu vực chợ Rạch Kiến. Phía sau đó ít ai chạy vào, nó không có thuận đường để mua sắm cả nhà. Là cái con đường mà em nói là con đường này ha, lúc trước không có kéo dài chợ tới đây đâu. Giờ có mấy anh bán những chiếc xe lôi nè, rồi bông ở khu vực này nhiều lắm, bông ở khu vực này bán đầy luôn, bông trái cây, củ cải ở phía trước, cải này cải ngâm chua nè, Tết rồi ngâm một hũ cải để ăn Tết là cũng nó có cái hương vị của quê hương. Kẹp tóc 5k anh đó, anh chạy. Ủa, có một bé đang phơi nắng, em bé mới sanh phơi nắng. Bánh mứt, quà rồi biếu rồi rất là nhiều. Khu vực phía sau này bán góc ngã ba này có quán phê cũng khá là thoải mái mát mẻ cả nhà. Mình đã đi ra phía sau cùng của ngôi chợ Rạch Kiến nè. Đây là cái khung cảnh của chợ Rạch Kiến ngày nay. Phía sau này có ngân hàng ACB, một cái ngân hàng duy nhất ở phía bên này thôi. Phía bên kia có cái ngân hàng gì tên lạ lắm, lần đầu em cũng mới nghe cái tên ngân hàng đó luôn cả nhà. ACB, ngân hàng xây dựng. Chắc có lẽ là mình không có dùng đến cái ngân hàng đó nên nó thấy nó lạ. Ngân hàng xây dựng nè. Wow, có hai chiếc xe dừa chở đầy ắp dừa luôn. Này bán dạo, với lại mình bỏ một số mối nào đó của quán cà phê cả nhà. Dừa tươi, dừa này hầu như là dưới quê, dưới Bến Tre rồi đưa lên không á. Dừa mà trái vàng vàng, ngọt lắm. Xe đầy ắp dừa luôn. Mùa này là bán dừa đúng luôn. Cái mùa Tết, mùa nắng nữa, mùa nắng nóng nữa, qua Tết nữa, bán dừa là rất là hút. Hầu như quán nước rồi mình vô mình hay kêu trái dừa uống cho nó mát. Ở đây là xã Long Hòa, Cần Đước, Long A. Ở đây là khu vực mình đang chạy là ấp 5 đó cả nhà. Ấp 5 phía trước này là công viên di tích lịch sử Rạch Kiến. Một bên là trường trung học. Hướng mình đi ra có cái lộ lớn, cái lộ mà đi về phía chợ Bình Chánh Sài Gòn đó. Đường này có vẻ eo xèo hơn, buôn bán kinh doanh nó không được thuận cho lắm, nó vắng khách, nó vắng nhiều hơn chợ Rạch Kiến rất là nhiều. Ai đã từng học cái ngôi trường này rồi? Ngôi trường này, cái bảng này em nghĩ là từ rất lâu đời rồi luôn. Tiên học lễ, hậu học văn. Phía trong nó có một cái nét gì đó gọi là ngày xưa, những trường học ngày xưa còn sót lại đó cả nhà. Những cây phượng, những cái hàng cây xanh nè, ngay cả những cái quầy này không biết làm cái gì nè. Thấy nó đơn giản, nó thô sơ đó. Cái cổng này có từ rất lâu luôn rồi. Giờ đi các trường không bao giờ mà tìm được cái cổng như vậy luôn. Ở phía trong những cây phượng. giờ nó khô hết ráo rồi, không phải như mùa hè là nở hoa đỏ rực đâu. Mình đang chạy song song với cái công viên Rạch Kiến cả nhà. Hướng đi ra lộ lớn. Cái lộ này mình sẽ đi về cái hướng bên tay phải, di chuyển là xuống thị trấn Cần Đước luôn á, vào trung tâm luôn cả nhà. Đi đâu đó khoảng 4-5 cây gì đó. Wow. Hai chiếc xe dừa phía trước nữa. Cửa hàng xe máy Chính Hải. Rồi tới đây thì em cũng xin ngừng lại cái video clip này nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Em xin chào, xin tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong clip sau nha.